Việt Nam con hồng trao lạc, rằng danh dân tộc anh hùng một và thủy chung. Nghĩa tình chia sẻ yêu thương, gian khổ nào có ngại gì, ngồi sang đức hạnh nghĩa dân, khi phách hiên ngang, bình tĩnh trước mọi hiểm nguy. Hôm nay cuộc chiến chống dịch bệnh, toàn dân đoàn kết một lòng, cuộc chiến đầy cam go, giặc vô hình sát Covid-2, cả nước dồn sức tấn công, đồng sức đồng lòng đồng tâm. Vượt qua mọi thử thách và khó khăn, với phương châm tin mạng con người và lợi ích của quốc gia, không để một ai bị bỏ lại phía sau. Chống dịch như chống giặc, trong dịch có giặc nguy hiểm như nhau. Xung phong không một chút đắng đo, bao tấm gương hy sinh lặng thầm, những chiến sĩ áo trắng thân thương, đội ngũ ngành y nơi tuyến đầu tích cực sông pha, luôn luôn nêu cao ý chí bản lĩnh quyết tâm, ngày đêm động viên bảo vệ tính mạng của bệnh nhân. Niềm vui phải đành gác lại bên mái ấm gia đình, nghe lòng quặn đau tiếc thương, bao niềm nhớ nhung ngậm ngùi nở dành khăn xô, không thể về chịu tan mẹ cha, quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua những ngày tháng gian lao khắc nghiệt trong cuộc đời, thao thức nhiều đêm mỏi mòn, ngủ ăn không đúng buổi, mồ hôi ướt đầm đồ bao hổ, da xám mắt quần thâm, dâu kinh trong tim phút giây yếu lòng lệ rơi, lòng nhói đau nhìn con thơ khóc đòi xưa mẹ ngọt thơm, dân cha ân cần thiếu mẹ kể chuyện mỗi đêm, nỗi lo cho người thân quan tâm
làm chăm sóc lúc bệnh đau. In trong lòng dân xứng đáng mọi người tin yêu, chủ động ngăn ngừa phát hiện, truy vết xử lý kịp thời, khoanh vùng cách ly, dập dịch triệt để gọn nhanh, quyết không chủ quan lơ là, ý thức trách nhiệm nâng cao, luôn luôn bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Đảng với dân cùng nhau đồng hành, gắn bó keo sơn nhất quyết thành công, tri ân đội ngũ ngành y, những người đi trước về sau là lá chắn phòng chống dịch bệnh. Thành trì bền vững bình yên, mến yêu lòng thành kính bằng cả trái tim. Người mang sứ mệnh cứu người, vững vàng trước những nguy nan, lịch sử sang công lao, vang vọng lời ca, những chiến sĩ ngang sẵn sàng xả thân vì Việt Nam trường tồn phồn vinh.